Em đang buồn lắm, nhưng nếu em không phiền thì cho một đôi bàn tay. Một đôi bàn tay ấm áp có thể lau nước mắt em rơi mỗi khi em thấy trời vơi. Thích thể hiện để giữ cái thể diện rồi lại bất ngờ khi ôm cái đầu máu. Rồi ai sẽ phải xin lỗi từng nhà, coi mấy thằng bạn mày nó có đứng ra để có ai thăm viếng mỗi khi mày kiếm chuyện, trong khi mày nằm viện ba ra mày trả tiền. Đứng lên mắt còn đến vỗ, anh nghĩ em thế cánh sao thoát nhưng anh nhà có đau đâu. Em ăn gì chưa? Ăn rồi. Trả lời với anh thế à? Hòa xã hội, chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Tin nhắn trả lời người yêu em ăn rồi ạ. Hà Nam, 23 tháng 10 năm 2021. Đợi người yêu tao ngủ rồi tao mới ngủ. Mày mà cũng có người yêu nữa hả? Vậy thôi, tao ngủ trước nha. Ok, tao ngủ đây. À đủ. Cây buồn nhân không muốn ai thay mình chăm sóc bên những ngày tới. Có nghĩ đã đau lòng nhưng trách cay đắng. Ta cứ nhau dối muôn đời này nhưng giờ đổi thay chiếc váy người vội mà trao tay ai kia hóa rồi chê về lòng về lại nhau bạn mà đau. Cô nghĩ cô là anh bên trong tay ta không có tiền còn tao. Anh yêu em, anh yêu em.
từng nhà, coi mấy thằng bạn mày nó có đứng ra để có ai thăm viếng mỗi khi mày kiếm chuyện, trong khi mày nằm viện ba ra mày trả lại sao mày lại. Hôm nay có nỗi đau em quay ở bên, một tôi không thể nói cả đàn để thốt lên. Sẽ xa vòng tay để cho tôi cảm sự nhung nhớ. Để em đi vì anh vẫn tuyệt vời. Béo hay vuông cho là việc người ta, yêu anh là việc của em. Nói ra người ta đâu hiểu, yêu sao người ta đâu biết. Sau lưng em đang coi anh như một chú đùa. Nào lắm chờ chờ quan tâm em thôi. Yes, em không nói về cô, em nói em không đẹp thì có mắt như mù. Baby girl, I like your mood. Can we talk your fashion shoes? Cô thế này mà sống không lớp rồi khi mà cool with you, my boo. Baby girl, I like your mood. Can we talk your fashion shoes? Yes, and em không nói về cô. Thằng thùng nhìn em quay gót đi.